Theo ghi nhận của chúng tôi, hôm nay ngày 18 tháng 4, dù chưa chính hội nhưng đã có hàng ngàn người dân du khách đi lễ sớm tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Năm nay, lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 bắt đầu vào ngày 17 tháng 4, tức ngày 6 tháng 3 năm Tân Sửu, hội chính vào ngày 21 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ chỉ tổ chức phần lễ, nội dung phần hội chỉ tổ chức một số những hoạt động văn hóa dân gian truyền thống. Vì là ngày cuối tuần, thời tiết sáng nay tại Phú Thọ cũng khá thuận lợi, học sinh được nghỉ học nên rất nhiều em nhỏ đã cùng gia đình, người thân, bạn bè đi trải hội nơi đây. Số 09 Nhấn ông Trần Văn Nhấn.